Thùy Tiên tự tin khi bị người khác hỏi về độ nổi tiếng, né thính trai tay, muốn xin intu với biểu cảm nũng nịu khó đỡ. Sau khi hoàn thành các lịch trình từ nước ngoài, Thùy Tiên trở về Việt Nam và có mặt trong rất nhiều sự kiện. Miss Grand International 2021 được chào đón nồng nhiệt. Cô nàng đã có lượng người hâm mộ hùng hậu. Bên cạnh đó, cũng có không ít nhân vật muốn thả thính nàng hậu, nhưng không phải chuyện dễ. Trong đoạn video được đăng tải, sau khi Thùy Tiên ra về tại sự kiện thời trang, trong lúc chờ đợi xe, cô nàng đã trò chuyện với một nhóm người hâm mộ. Khi đó, một anh chàng người nước ngoài đã đến bắt chuyện với người đẹp sinh năm 1998, thậm chí còn xin thông tin cô nàng để liên lạc, nhưng Thùy Tiên đã có cách né thính khôn khéo. Cụ thể, đoạn trò chuyện được tạm dịch, người nước ngoài cho rằng đã nhìn Thùy Tiên từ rất xa và thấy cô nàng rất đáng yêu. Tiếp theo đó, người bạn này hỏi nàng hậu, bạn có phải là người nổi tiếng không? Cô nàng cho biết, có thể nói là vậy. Anh bạn phương Tây tiếp tục, bạn nổi tiếng vì điều gì? Tôi có thể biết thêm về nó không? Thùy Tiên cũng không ngần ngại khẳng định bản thân là Miss Grand International 2021. Đến cuối cùng, người này hỏi thêm cô có dùng trang mạng xã hội nào không và có thể liên lạc cũng như trở thành bạn bè được không? Câu này mới thực sự làm cho Thùy Tiên đứng hình 5 giây. Cô quay sang trợ lý tìm cách cầu cứu và sau đó quay lại nói với người kia, xe của tôi đã đến rồi. Câu chuyện sau đó là người đẹp 9X đã chạy mất dép. Cô nàng không từ chối thẳng thắn mà viện một cớ khác để khiến đối phương quên đi chủ đề. Đây là cách né thính phổ biến của hội chị em, nhưng lần nào áp dụng cũng khá thành công. Vừa qua, sau khi tham gia Ơn Rời Cậu Đây Rồi, người đẹp 9X cũng dính ồn ào vì nụ hôn hụt của Trường Giang. Trước đó, Thùy Tiên vào vai một cô gái làm việc trong công ty của Trường Giang rất giỏi tiếng Thái. Hai người này yêu nhau nhưng cô đã có con với người khác trước đó. Điều này cũng không ngăn hai người đến với nhau. Trường Giang bất ngờ thể hiện tình cảm với bạn gái bằng một nụ hôn má, nhưng đã làm người đẹp giật mình và né tránh. Phản ứng mồm chữ O của nàng hậu để làm xôn xao cư dân mạng. Ngay sau đó, Thùy Tiên đã lên tiếng giải thích, cô không nghĩ gì nhiều trong câu chuyện này và tin chắc đàn anh là người có kinh nghiệm diễn xuất chuyên nghiệp. Tiên nghĩ rằng anh Trường Giang là một trưởng phòng lâu năm và mỗi kịch bản đều có tình tiết để thể hiện đủ những gì trong câu chuyện. Đối với Tiên, Tiên không nghĩ gì quá nhiều vì mỗi câu chuyện đều có tình tiết phù hợp để tạo nên tính kịch tính cho câu chuyện đấy. Tiên không nghĩ gì cả. Người đẹp 9X chia sẻ, qua những lần né thính đầy hài hước của Thùy Tiên, nhiều khán giả nhận ra rằng đây là một cô nàng không hề dễ dãi. Hiện tại, người đẹp này đã có mọi thứ trong tay nên không cần phải vội lựa chọn nửa kia, mà thay vào đó là phát triển sự nghiệp thành công hơn nữa. Ngoài là một nàng hậu xinh đẹp thần thái, khéo léo trong việc xử lý các tình huống, Thùy Tiên còn được mọi người giao đến với những giây phút đầy lỗi bất chấp hình tượng bên bạn bè và ekip. Thùy Tiên từng khiến fan đứng ngồi không yên khi vui chơi hết mình cùng hội chị em từ trong nước đến quốc tế. Nếu như lúc đầu, người đẹp còn nhún nhảy nhẹ nhàng theo điệu nhạc, đến phần sau, cô đã chuyển sang mang dép để hòa chung bầu không khí với các người đẹp. Bỏ qua những hình ảnh gần gũi khi vui chơi hết mình cùng mọi người, Thùy Tiên mỗi khi lên đồ xuất hiện tại sự kiện lại thu hút mọi ánh nhìn. Còn bạn, bạn thấy sao về nàng hậu này? Hãy để lại bình luận cho Giang biết với nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!